những cái váy này ở đâu ra vậy? Wow, robot nhỏ quá. Xin chào. Cầm chơi nè. Yes. Wow. Mình muốn một cái váy. Ok. Thank you. Thêm váy nữa. Mình muốn một cái bánh lớn. Yes. Hãy trang điểm nào. Ok. Sẽ ra ở đây vậy? Và những cái váy này ở đâu ra vậy? Ôi, dọn dẹp đi, dọn dẹp mau. Xin chào. Hãy để lại một lượt thích và đăng ký kênh của mình nhé. Em khô rồi. À, chúng ta phải chải lông nữa. Chải lông cho chó. Sẵn sàng. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Marty, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình sẽ cứu cậu. Marty, mình cứu cậu rồi. Nasen nhìn này luôn là anh ấy bơi đấy. Anh ấy đã bơi đó. Cảm ơn. Wow. Em không thể bơi một mình. Cùng bơi với tụi chị nào.
chạy đi đâu rồi? Bye bye Marty. Tạm biệt. Ôi hay quá. Wow. Cát. Cát. Wow, Marty nữa sao? Chị sẽ cứu em. Em của chị, chờ nha. Marty của chị, chuyện gì xảy ra vậy? Marty, chị cứu được em rồi. Marty của chị. Marty, Marty, em sợ lắm hả? Em muốn bơi sao? Chúng ta sẽ xấy giày chảy lông cho Marty nhé. Giờ em khô rồi. À, chúng ta phải chải lông nữa. Chải lông cho chó. Bây giờ em khô và đẹp rồi. Marty, Marty, tại sao em lại chạy vậy? Marty, em lại nhảy xuống nước nữa sao? Đồ chơi của em ở đây nè. Marty của cậu này. Cảm ơn nha Tim. Món đồ chơi yêu thích của em nè. Bộ em muốn cứu nó sao? Bé chó nhỏ cưng của chị. Kính yêu của chị. Yeah. Marty, cái này dành cho cậu này. Đẹp lắm, cá mập con. Hãy cùng chơi nào. Sẵn sàng. Hãy thích và theo dõi kênh của mình nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Có thích chơi game không á à, Tim? Cùng chơi nào. Điện thoại của á à, Tim. À. Trên xe buýt quay tròn quay tròn, quay vòng tròn quay vòng tròn, đàn ca trên xe buýt quay tròn quay tròn, qua một thành phố bên cua 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 bên cua. Ồ, hay là nhảy. Nhảy đẹp quá. Cho nhảy nhanh hơn. Có thích chơi game không á à, Tim? Cùng chơi nào. Wow. Được rồi, được rồi. Đi, đi. À, sở thích của mình. Wow.
làm tốt lắm. À chim. Ô, Nastya, đi bơi thôi. Đi thôi. Ô. Yeah. Nó là sô cô la. Chúng là đồ chơi cho Halloween. Yeah, một cái nào Nessa. Wow. Mình có một bàn tay. Nhìn xem cái gì tiếp theo nào. Wow. Wow. Trang phục Halloween. Đúng vậy, mình cũng có nó này. Nhìn xem mình có thể làm gì nào. Mình là một con sâu. Mình sẽ sớm biến thành một con bướm. À chớm, à chớm. À chớm. Ôi dưới 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 dưới. Cầm 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 cầm. Nasha, nhìn kìa, còn những thứ khác đấy. Đây là những viên kẹo làm cho của em bé. Chắc nó ngon lắm ha. Hãy cùng nhau thử nào. Nó là sô cô la. Ui, không, không, không. Wow, kẹo. Không, 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 Mia, chờ đã. Không, 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 dừng lại, dừng lại, dừng lại. Em đâu rồi Mia? Em ấy cũng không có ở đây. Em ấy cũng không có ở đây luôn. Các bạn hãy cho mình lượt like và đăng ký kênh của mình nhé. Tạm biệt. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Oh, no!
gì vậy? À ha. Hả, Nastya? Cô bị ổn mà. Có chuyện gì vậy? Hey. Ok. Hãy lừa Nastya thôi. Kẹo của mình đâu hết rồi? Ôi dừa 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 dừa. Trò đùa của Artem. Xếp hình bằng kẹo. Artem, hãy xem anh có gì nào. Vô đây. Wow. Sushi. Sushi thật sự. Artem, hãy kiểm tra trong hộp có gì nào. Đúng vậy. Sushi. Sushi kẹo dẻo. Nhìn nè. Bên trong có mấy cái hộp nữa. Hộp của mình. Soda. Hả? Soda. Soda thật. Rất ngon. Mình cũng muốn. Soda. Nó là rau câu. Nastya, nhìn kìa. Có nhiều hộp nữa. Đó. Đây là một thử thách. Đá thật sự. Hãy xem cái gì bên trong hộp nào. Đá bằng sô-cô-la. Sô-cô-la thật. Có thêm nhiều những chiếc hộp nữa. Cái này của mình. Cái này là của mình. Trái dưa leo. Dưa leo tốt cho sức khỏe. Dưa leo bằng kẹo dẻo ư? Ôi dưa dưa, mình thấy có thêm mấy cái hộp nữa nè. Là kẹo mút. Một cây kẹo mút lớn như vậy. Mình cũng có nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mì ấy. Mình có kẹo dẻo. Đẹp chung với phô mai tươi ngon. Kẹo. Bạn nhỏ đừng ăn quá nhiều kẹo nha. Bánh taco. Bánh taco thật. Bánh taco kẹo dẻo. Có hộp nữa kìa. Wow. Mình có kẹo mâm xôi kẹo dẻo. Và mình có quả mâm xôi thật. Có thêm mấy cái hộp kìa. Đồ xếp hình bằng kẹo. Không, nó là Lego thật đó. Có hộp nữa nè. Một bánh kẹo thật sự. Hot dog cao su. Con sâu. Sâu cao su. À chấm à chấm, hãy xem anh có gì nào. Thật là đáng sợ. Có lẽ tụi mình cũng nên mở thêm nữa. Không sao Nasia, đi lên chiếc hộp tiếp theo nào. Nhìn kia, nhìn kia. Được thôi. Con ma kẹo dẻo. Kẹo dẻo. Để xem mình có gì nào. Thử thách. Các bạn hãy theo dõi kênh của tụi mình và bấm thích nha. Tạm biệt. Mình có sô-cô-la. Còn mình có một củ khoai tây. 1, 2, 3. Cùng học màu sắc nào. Vàng, xanh lá cây, đỏ, tím, cam, hồng, trắng, nâu, đen, xanh dương. À Trâm, anh thích màu gì? Mình thích màu cam bởi vì nó giống trái cam vậy đấy. Em thích màu hồng. Em bắt đầu trước được không? Được chứ. Những trái banh. Bất ngờ chứ. Dễ thương quá. Mình thích đồ chơi màu hồng. Wow, màu hồng đúng là một màu thật đẹp mà. Nhìn kìa. Đó là một cái ô cho bạn nữ. Wow, để che nắng. Wow, nó là cây kẹo. Một cây kẹo to. Rất ngọt và chua. Các bạn đừng ăn quá nhiều ngọt nha. Màu cam, màu cam. Còn một thứ gì đó. Quả bí ngô. Đúng vậy, nó màu cam đấy. Trái cam, màu cam đó. Cho mình, đây là cho cậu. Mình thích cam, chúng rất ngon và tốt cho sức khỏe. Tới lượt mình. Ủa, màu trắng. Trời ơi. Mình xin lỗi. Lần nữa nha. Bên trong là gì vậy? Wow, kẹo marshmallow.
nhưng không tốt cho sức khỏe. Sô-cô-la trắng đặc rất là ngọt, nhưng mà không tốt cho sức khỏe đâu. Lấy màu tiếp theo nè. Mình muốn thử màu vàng này. Màu vàng nhìn giống như mặt trời vậy. Và cái cát nữa. Wow. Bên trong vậy? Wow, là một con vịt. Vịt đồ chơi. Chắc là có gì khác bên trong nè. Vịt. Một con vịt cát. Một con vịt cát. Sao có thể bỏ dừa trong đó nhỉ? Chúng ta cần cho bọn chúng vào trong nước. Vâng, đi thôi. À chung đi thôi, nhanh lên nhanh lên. Chắc có gì khác bên trong nữa đó, nhanh đi. Chuối. Và trái chanh nữa. Mình thích chuối. Mình thích chanh lắm. Mình thích màu vàng. Thật là thú vị khi xem cái gì bên trong chiếc hộp màu nâu này. Đây là màu nâu này, Nasha. Mình cần phải mở nó ra. Cho mình thử được không? Mình khỏe lắm. Đập đi, đập đi. Mình kẹt rồi. Mình có sô-cô-la. Còn mình có một củ khoai tây. Chúng màu nâu. Nasha, đến lượt của mình rồi. À, mình biết rồi, màu đỏ. Vâng. Mình sẽ thử. Rất nhiều bong bóng màu đỏ. Táo. Tốt cho sức khỏe và ngon. Nasha, Nasha, nhìn kìa. Ở trong đó còn thứ gì khác. Wow, cái nơ này cho em. Wow, mình thật là đẹp. Nó có màu đỏ. Tới lượt mình. Wow, mình chọn cái màu xanh lá cây. Nó cho salad và cây xanh. Nó là một trái banh và bong bóng. Và nó màu xanh. Bây giờ mình muốn thử màu đen. Mình sợ. 1, 2, 3. Nó là một con cá voi. Wow. Nó là một con nhện. Nó là con nhện đồ chơi. Tới lượt mình. Mình muốn màu tím. Mình lấy ra được rồi. Để coi cái gì bên trong nè. Một búp bê màu tím. Búp bê đáng yêu. Em của chị. Hãy xem có gì bên trong nào. Nó là nho. Tặng anh nè. Cảm ơn. Nho cũng rất tốt cho sức khỏe. Và chúng màu tím. Màu xanh. A chấm. Đây nè, đây nè. Quả trái dâu xanh. Chúng cũng rất tốt cho sức khỏe. Có thêm cái gì bên trong nè. Nó là bong bóng màu xanh. Nè A-chum, chơi đi. Cảm ơn cậu. Ôi, nó nổ rồi. Hơi mắc cười quá. Màu xanh rất đẹp, nó dành cho con trai. Tạm biệt. Cho mình một lượt thích và đăng ký kênh của mình nhé. Tạm biệt.